là quá anh không ghi sổ à? Không, tôi đang suy nghĩ về nước Mỹ. Mình hỏi tao bị đơ. Chứ kêu ai quá thỏa mắt em đi. Ăn vui nha. À, ông cho với nhau hợp vui. Sao phải hiểu chết. Mình thôi nó đều ấy mà xíu xíu không. Em lấy đã đi, em lấy bông đi. Cái kéo của em để trên đó bà đã xích được rộng rồi đâu. Em có cuộn bông cho nó mà chưa có cắt. Bye, em yêu. Bây giờ bao phút cũng nhiều mà. Lá hai lần một có một khách đợi ạ. Chị okay. Hả? Rồi, chị biết rồi. Đi đi. Tao đi qua báo thêm đứa nữa đi.
được. Tối nay em về hay em ở đây? Ở đây gì? Ở đây giờ đó giờ con... Mai con đi chờ nữa. Để cho qua, mai em đi chờ. Mai thứ hai rồi hả? Lại... được một cái video chị hay chắc được một cái video không một đâu một nhiều nhưng mà kiểu không đã chiều giờ quay một đã sướng quá nè. Mà ông cô này như bị viêm lắm lắm anh chị hề. Thì đó mình xin xin. Cô nào? Cô mà chị nắn á. Nắn mày 4 tiếng á. Thì kiểu như da đỏ mà. Da yếu nữa. Cô này khó nặng đơn giản muốn liều quá. À, đứng chơi đi nữa hả trời? Dạ rét rồi. Lâu ngay không rồi. Toàn chơi điện thoại nộp được mong anh. Chị đặt hai phần mì ý cho hai đứa ăn. Gà rã nó cắp xé.
ăn Mỹ tập ăn nhà ăn hay 10 rưỡi gì mười rưỡi hả là được rồi.